Chào mừng bạn đến với khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite Amway. Mục tiêu của khóa học này là hiểu về tình trạng táo bón và nguyên nhân gây ra táo bón, hiểu về chất xơ, nguồn cung cấp và lợi ích của chất xơ, nắm bắt đặc điểm nổi trội của giải pháp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend. Sau đây là những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong khóa học. Đầu tiên là nội dung chất xơ là gì? Tiếp theo là tầm quan trọng của chất xơ đối với cơ thể. Kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan. Và cuối cùng là tổng kết các ý chính của nội dung khóa học. Đối với chúng ta, đại tiện là nhu cầu tất yếu của con người nhằm đào thải các chất cặn bã sau khi cơ thể đã hấp thu triệt để các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chế độ ăn uống không lành mạnh và thói quen sinh hoạt xấu cũng gây ra nhiều phiền toái, táo bón là triệu chứng phổ biến và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Táo bón có thể được xác định khi phân khô, cứng, nhỏ, khó khăn khi đi đại tiện, tần suất đại tiện dưới 3 lần mỗi tuần, lượng phân mỗi lần đi đại tiện dưới 200g. Táo bón gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. Táo bón ngắn hạn gây đầy hơi, đau bụng, đi phân có máu, trong khi đó táo bón mãn tính, ngoài những tác hại như táo bón ngắn hạn Táo bón mãn tính có thể gây trĩ, xa thực tràng, nứt hậu môn. Táo bón ngắn hạn thường tự hết. Nếu chúng ta thay đổi lối sống, nhưng táo bón mãn tính sẽ khó điều trị hơn và thường là triệu chứng của một tình trạng bệnh khác, làm cho cơ thể căng thẳng, suy nhược, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Để phòng tránh táo bón, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân gây táo bón là gì nhé. Có rất nhiều nguyên nhân hình thành nên triệu chứng táo bón các nguyên nhân phổ biến bao gồm ăn ít trái cây rau củ và ngũ cốc không uống đủ nước ít vận động ngồi làm việc trong thời gian dài không tập thể dục thường xuyên căng thẳng lo lắng thường xuyên thay đổi thể chất đột ngột chẳng hạn như phụ nữ trong thời kỳ mang thai và 6 tuần sau sinh tác dụng phụ của thuốc nhịn đi đại tiện chứng táo bón một rắc rối không hề dễ chịu mà bất cứ ai đều có thể gặp phải ít nhất một lần trong đời Thậm chí với một số người, nó còn là nỗi khổ thường trực. Các loại ngũ cốc, trái cây và rau xanh cung cấp vào chất xơ là biện pháp hiệu quả cho cơ thể làm giảm nguy cơ gây táo bón và các bệnh lý hệ tiêu hóa. Vậy, chất xơ là gì? Chúng có tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta? Hãy cùng tìm hiểu nội dung phần 1. Chất xơ là gì? Chất xơ bản chất là chất bột đường, carbon hydrate, nhưng không nằm trong nhóm tinh bột không được tiêu quá và hấp thu khi đi qua ống tiêu hóa. Tuy vậy, chất xơ không cung cấp năng lượng cho cơ thể, và chúng được tìm thấy trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Vai trò chính của chất xơ là giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ được chia làm hai loại, chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Mặc dù cả hai loại chất xơ này đều có mặt trong cùng một loại thực phẩm, nhưng chúng lại đóng những vai trò khác nhau đối với sức khỏe của chúng ta. Chất xơ hòa tan là chất xơ có khả năng hòa tan trong chất lỏng, hấp thụ nước và trở thành chất dạng gheo ở bên trong đường tiêu hóa. Chất xơ hòa tan có trong các loại rau lá, trái cây có độ nhớt cao như rau đai, mồng tơi, thanh long, vân vân và một số loại đậu như đậu nành, đậu ngự. Một số chất xơ hòa tan là prebiotic. Prebiotic là nguồn thức ăn của các vi sinh vật có lợi sống ở đường ruột hay gọi là probiotic từ đó giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ prebiotic phổ biến ở trong thực vật là đường phốt. Đường phốt hiện diện trong nhiều loại thực phẩm như măng tây, chuối, yến mạch, tỏi, artiso và rau diếp xoăn, nhưng hàm lượng lại khá thấp. Hãy cùng theo dõi hành trình chất xơ hòa tan đi vào trong cơ thể của chúng ta như thế nào nhé. Miệng khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt không thể phá vỡ chất xơ thành các chất mà cơ thể chúng ta có thể hấp thu được. Thực quản Khi nuốt, chất sơ hòa tan được đẩy vào trong thực quản đến dạ dày. Dạ dày Trong dạ dày, chất sơ hòa tan bắt đầu. Hòa tan trong nước và dịch dạ dày. Trương nở, tạo thành dịch sệt giống như keo bọc thức ăn vào và giảm hoạt động enzyme tiêu hóa, sau đó di chuyển xuống ruột non. Ruột non Sự hiện diện của chất sơ hòa tan trong ruột non sẽ làm chậm quá trình hấp thu đường, cholesterol và chất béo từ thức ăn. Ruột già khi chất xơ hòa tan di chuyển đến ruột già là nguồn cung cấp thức ăn cho các vi sinh vật có lợi trong đường ruột. Chất xơ không hòa tan. Đây là loại chất xơ không tan trong nước, là thành phần cứng có trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt trái cây và rau xanh. Đặc biệt có nhiều trong hạt, vỏ và thân cuốn như cám lúa mì, cám yến mạch, cám gạo, các loại đậu, các loại rau, vân vân. Hãy cùng theo dõi hành trình chất xơ không hòa tan đi vào trong cơ thể của chúng ta miệng khi nhai thức ăn enzyme trong nước bọt không thể phá vỡ chất sơ thành các chất mà cơ thể chúng ta có thể hấp thụ được thực quản khi nuốt chất sơ không hòa tan được đẩy vào thực quản đến dạ dày dạ dày ở dạ dày chất sơ không hòa tan không hòa tan trong nước và dịch dạ dày và tiếp tục di chuyển xuống ruột non rồi đến ruột già mà không có sự biến đổi nào ruột già chất sơ không hòa tan di chuyển trong ruột già Hút nước làm mềm phân, tăng trọng lượng phân. Kích thích nhu động ruột, đẩy các chất thải đến trực tràng, giúp cho việc đi đại tiện dễ dàng hơn. Chất xơ là một món quà của thiên nhiên, giúp tăng cường và bảo vệ sức khỏe. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung phần 2, tầm quan trọng của chất xơ đối với cơ thể. Hầu hết các chất xơ không có giá trị dinh dưỡng, nhưng được coi là một thực phẩm chức năng. Các lợi ích mà chất xơ mang lại cho chúng ta bao gồm: chống táo bón, phòng chống các bệnh đường ruột, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết, hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng. Hãy cùng tìm hiểu các lợi ích trên. Chống táo bón. Lợi ích này đến từ chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan không bị biến đổi trong đường tiêu hóa, hấp thu nước, dính vào phần thức ăn không được tiêu hóa để tạo thành phân và gia tăng thể tích phân sự có mặt của chất xơ không hòa tan kích thích nhu động ruột, tăng tốc độ di chuyển và xử lý phân, ngăn ngừa tắc nghẽn ruột, phòng chống táo bón, phòng chống các bệnh đường ruột. Lợi ích này đến từ chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp hấp thu một số chất có hại cho sức khỏe, thải loại các sản phẩm oxy hóa, các chất độc hại ra khỏi cơ thể, từ đó giúp phòng chống các bệnh đường ruột như viêm đại tràng, ung thư ruột kết, vân vân, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Lợi ích này đến từ chất xơ hòa tan prebiotic. Chất xơ hòa tan prebiotic là thức ăn cho các lợi khuẩn probiotic ở đường ruột. Chất xơ hòa tan prebiotic giúp nuôi dưỡng, gia tăng sự tăng trưởng và hoạt động của các lợi khuẩn, từ đó giúp thiết lập sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột với tỷ lệ vàng 85% lợi khuẩn, 15% hại khuẩn. Hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng mang lại các lợi ích sức khỏe cho hệ tiêu hóa và miễn dịch giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết. Lợi ích này đến từ chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan, hòa tan trong nước thành dạng gel, bột lấy thức ăn gắn vào cholesterol, từ đó giúp ngăn ngừa cholesterol tiêu hóa và hạn chế hấp thu cholesterol vào máu, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra, chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng khác như bột đường, từ đó giúp hấp thu đường từ từ vào máu hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng. Lợi ích này đến từ chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp gia tăng thể tích thức ăn, làm giảm đậm độ năng lượng trong khẩu phần ăn, từ đó giúp giảm năng lượng nạp vào. Thêm vào đó, chất xơ không hòa tan làm đầy dạ dày và ruột, từ đó tạo ra cảm giác nhanh no và giảm phản xạ đói. Chất xơ hòa tan, hòa tan trong nước và dịch tiêu hóa tạo thành gheo bọc lấy thức ăn, làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giúp chúng ta cảm thấy no lâu, lâu đói. Thêm vào đó, chất sơ hòa tan giúp ngăn chặn sự tiêu hóa và hấp thu chất béo vào trong cơ thể, từ đó giúp giảm năng lượng nạp vào từ chất béo. Chất sơ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Vậy, chúng ta cần bổ sung bao nhiêu chất sơ mỗi ngày? Theo FAO, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc khuyến nghị rằng cần có 14 gam chất xơ cho mỗi 1.000 kcal khẩu phần mỗi ngày. Đối với người Việt Nam, do các điều kiện cụ thể về sinh lý, thể lực, tập quán ăn uống và nhu cầu các chất dinh dưỡng khác, các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng đã đề xuất nhu cầu chất xơ khuyến nghị tối thiểu là từ 20 đến 22 gam mỗi ngày. Qua hoạt động trên, chúng ta thấy rằng các loại ngũ cốc tinh chế là những loại ngũ cốc đã bỏ cám và mầm như bột mì, gạo trắng, bánh mì trắng, bột kem, bánh quy, bánh bông lan, vân vân có rất ít chất xơ. Ngược lại, chất xơ có nhiều trong rau, củ, quả và ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt là những loại ngũ cốc chỉ loại bỏ các lớp vỏ trấu bên ngoài, đồng thời giữ lại toàn bộ phần bên trong hạt. Sau đây là danh sách các thực phẩm giàu chất xơ, các loại rau củ, bông cải xanh, artiso, cà rốt, cải bó xôi, khoai tây, khoai lang, vân vân. Các loại quả, bơ, Lê còn vỏ, táo còn vỏ, chuối, cam, dâu tây, vân vân, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch, hạt kê, mè, bắp, đậu đen, đậu hà lan, đậu tây đỏ, đậu ngự, đậu gà, hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt dẻ cười, vân vân, để bổ sung lượng chất xơ theo như khuyến cáo. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, nhu cầu khuyến nghị lượng rau củ quả từ 400g đến 720g mỗi ngày. Bên cạnh đó, chúng ta cần bổ sung đa dạng các loại rau củ quả với nhiều màu sắc để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, đặc biệt là các dưỡng chất thực vật nhằm duy trì tối ưu các chức năng hoạt động của cơ thể, tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, tại hội thảo công bố kết quả điều tra quốc gia các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm trong năm 2015, Bộ Y tế đưa ra thông tin 57% người Việt trưởng thành thiếu rau xanh và trái cây. So với khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới là 400 gam mỗi ngày, việc thiếu hụt chất xơ sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng khác nhau, gia tăng nguy cơ táo bón, bệnh trĩ, tiểu đường, tim mạch, ung thư. Vậy tại sao chúng ta lại thiếu hụt chất xơ? Tập quán ăn uống thị hiếu, sự tiếp cận nguồn cung rau củ quả, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là các yếu tố chủ đạo ảnh hưởng đến việc tiêu thụ ít chất xơ của người Việt. Chính vì vậy, từ việc cần tìm kiếm giải pháp tiện lợi, hiệu quả, an toàn giúp bổ sung chất xơ, chất lượng cho cơ thể. Mời bạn đến với phần 3 của khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan. Mỗi viên sản phẩm Nutrilite Chewable Fiber Plan giúp cung cấp 1.700mg sơ, trong đó có 750mg sơ không hòa tan, 750mg đường phốt và 200mg xơ hòa tan đến từ gom arabic ngoài chức năng là chất sơ hòa tan, cơm arafit còn có vai trò như là chất mang công thức trong sản phẩm. Đặc biệt, 750mg sơ không hòa tan đến từ 11 loại thực vật tự nhiên như sơ mía đường, sơ yến mạch, bột acerola, sơ lúa mì, sơ chanh, sơ đậu nành, sơ aputia capter, sơ táo, cám lúa mạch, sơ đậu hà lan, sơ cà rốt. Với các thành phần độc đáo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Blend giúp bổ sung chất xơ được chiết xuất từ rau quả tự nhiên, giúp nhuận tràng, giảm táo bón và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Sản phẩm dành cho người trưởng thành và trẻ em từ 6 tuổi trở lên có chế độ ăn ít chất xơ, có nhu cầu bổ sung chất xơ, người bị táo bón ăn khó tiêu. Cách dùng: nhai mỗi lần một viên, mỗi ngày 3 lần với ít nhất một ly nước đầy khoảng 250 ml. Sản phẩm cần được bảo quản nơi khô, mát, tránh ánh sáng trực tiếp và cần chú ý các vấn đề sau. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng chất tạo màu, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trẻ dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Để xa tầm tay của trẻ em, hãy cùng nhau nhìn lại những ý chính trong khóa học này nhé. Táo bón, tình trạng phân khô, cứng, nhỏ, khó khăn khi đi đại tiện với tần suất dưới 3 lần mỗi tuần và lượng phân mỗi lần là dưới 200 g. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hụt chất xơ trong chế độ ăn. Chất xơ và nguồn cung cấp. Chất xơ là các chất bột đường, carbohydrate không được tiêu hóa và hấp thụ khi đi qua ống tiêu hóa, không cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất xơ có nhiều ở rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt. Phân loại chất xơ. Chất xơ bao gồm chất xơ không hòa tan là chất xơ không hòa tan trong nước, không bị biến đổi trong đường tiêu hóa. Chất xơ hòa tan là chất xơ có khả năng hòa tan trong nước, trở thành chất dạng keo ở bên trong đường tiêu hóa. Một số chất xơ hòa tan là prebiotic, thức ăn cho lợi khuẩn probiotic. Nhu cầu khuyến nghị chất xơ cho người trưởng thành 20 đến 22 g chất xơ mỗi ngày, tương ứng với 400 đến 720 g rau củ quả mỗi ngày tầm quan trọng của chất xơ đối với cơ thể, chống táo bón, phòng chống các bệnh đường ruột, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm cholesterol trong máu và kiểm soát đường huyết, hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng. Với một viên Nutrilite Chewable Fiber Plan cung cấp 1.700mg lượng chất xơ cho cơ thể, 750mg sơ không hòa tan đến từ 11 loại thực vật tự nhiên bao gồm sơ mía đường, sơ yến mạch, bột, acerola, sơ lúa mì, sơ chanh, sơ đậu nành, sơ apotina cactus, sơ táo, cám lúa mạch, sơ đậu Hà Lan, sơ cà rốt, 750 mg đường phos, 200 mg sơ tan đến từ gom arabic, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan giúp nhuận tràng, giảm táo bón và hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Nhai sản phẩm mỗi lần một viên, mỗi ngày ba viên với một ly nước đầy là giải pháp bổ sung chất xơ từ rau củ quả tự nhiên hiệu quả, thuận tiện và nhanh chóng. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các nội dung chính của khóa học về chất xơ là gì, tầm quan trọng của chất xơ đối với cơ thể, giải pháp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan và tổng kết các ý chính của khóa học.